Chiều tối 22 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị. Tại hai Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia cũng như Thành cổ Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra, khảo sát thực tế thi công tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ. Thủ tướng đã nghe lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị báo cáo về một số dự án giao thông trọng điểm, trong đó có phương án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, việc đầu tư tuyến quốc lộ 15D nối La Lai về khu bến cảng Mỹ Thủy và cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo. Đối với dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đang triển khai, Thủ tướng đã kiểm tra và đề nghị các đơn vị thi công khắc phục mọi khó khăn, huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật,